sai người giống giống nhau dã man ấy, mọi người rất là giống của tướng phu thê luôn ấy. Mình thấy 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 giống thật thì mình cũng sẽ có những điểm giống, có lúc giống có lúc không giống rồi đó. Là gì mà có cái mặt thôi sao có lúc giống có lúc không giống được, trời ơi. Nói gì vậy? Anh Ờ, đâu cười, để anh cười và mở mắt đưa cái mặt anh cười ra mà. đây. Đưa cái mặt ra đây coi coi giống nhau không. Ê mọi người nhận xét xem giống nhau Giống như nào? nào, để yên không nói. Cười lên coi. Gì đây? Chị một chồng ba con vẫn còn mê hải như mê tiền. Dạ em cảm ơn chị. Dạ em cảm ơn chị. Cảm ơn chị ta. Áo đất sức kê đê 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 đê. Đề nghị anh Hải trầm tính lại. Ok. Anh muốn mình sẽ trầm tính lại đấy mà. Say. Mình xin phép được trầm tính ạ. Là trầm chưa? Giống mỗi chỗ con tóc. Giống mà nhỉ? Thật ra mình thấy cũng giống mà. Có cái hình hôm hôm bữa chị biên tập gửi cho mình á, giống lắm. Em có gửi cho Facebook anh ta. Chỗ chị có lạnh không ạ? Nóng. Nóng lắm, nóng dữ, nóng sáo luôn á. Bọn mình đang ở trong Sài Gòn á. Nghe nói là Hà Nội rất là lạnh, nhưng mà trong này thì rất nóng nha mọi người. Anh chị quen nhau được bao lâu á? 3 tháng chưa? 3 tháng rồi á. Không thấy, nói chung là giống mọi người ạ, giống lắm, được 99% luôn á. Nghe là chân nhỉ. Giống hàng hàng order Shopee và hàng order Lazada. Nói nền tảng khác thì sập like nó thôi. Ôi sập bất định các bạn. Tức thật sự. Xin info à, anh Hải hả? Nào anh chẳng biết anh mua ở đâu. Anh chị ở chung mà không? Anh chị ở riêng. Anh đang qua chơi thôi, anh qua thăm con của anh, qua thăm Bunny. Anh gửi thì anh ăn chị mềm béo. Chị toàn xương thôi. Thế là toàn xương mọi người ạ. Không có thịt, không có mỡ gì đâu. Kìa mọi người kêu anh ăn em kìa. Ăn thử đấy coi. Đấy. Ăn mày quá ăn mới nào. Chân Nam về với em đi. Thôi sao lại cướp của mình. Mình các bạn biết là mình cất bao nhiêu công để có thể lôi Chân Nam về. Bé cún á, bé cún nó đi đâu, nó ngủ mất rồi. Ngủ mất rồi, bây giờ nó quậy lắm em ạ. Quậy lắm, không bế được, mệt lắm. Anh Hải cắp như vậy, mình cắp 1m72 nha mọi người. Hôm qua mình không biết tại sao mà có bạn nào comment. Hôm qua mình xem phát trực tiếp ở trên YouTube á. Không biết có bạn nào comment là anh Hải cao có 1m65. Thôi, ôi, cái gì. Mình cắp 1m72 nha. Nhường anh Đức Hải cho em đi kìa. Không. Cái mặt anh Hải hài quá. Đợi. Không. Ông nhường nhau, ông nhường nhau. Anh làm một set boy đi anh á. Ok em. Nếu em muốn set boy sẽ phải. À đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm set boy nha. Làm set boy phải chân gác này đấy, một tay này đấy. Xong bật mấy cái bài đít đít á. Sao không? Ok. Hình như anh Hải cao hơn chị Lena. Cao hơn chứ. Chứ nếu mà lùn hơn thì chưa chắc là mình đã đồng ý. Tại vì mình thích con trai phải cao hơn mình. Nếu mà 1m72 thôi thì cũng đó là phải có gọi là tí chung trước lắm rồi. Ngoài hình quan trọng vậy sao? Vẻ ngoài quan trọng đến vậy hay sao? Tóc anh như cái mái tôn vậy. Ai chê tóc tôi như mái tôn. Khu tóc anh như cái... Nguyễn Tu Hương. Tóc anh như cái mái tôn vậy. Anh thấy nó giống thật. Thôi mọi người chờ đợi thêm tầm 1-2 tháng đây tóc mình dài rồi. Đề nghị anh Hải bớt xàm. Nhưng mà anh Hải mà không xàm thì nhạt lắm mọi người ạ. Khá lắm rồi. Mình bớt xàm á là mình y như ở chương trình luôn á. Đúng rồi. Mấy bạn lại chửi mình thế này thế anh Hải ít nhớ anh gì anh Hải lạnh giống anh Hải nhạt thế. Cảm ơn em. Đợi tí đọc comment cái gì á. Gào tên em đi. Dạ em chào chị Quỳnh.
mình nhắm cái gì đấy, tóc anh để kiểu gì vậy? Tóc anh để kiểu gì chỉ em ra đấy mất rồi. Hôm trước hồ hỏi chứ. Ủa chú bữa nay cái tóc đâu vậy? Các con chỗ nào tôi né đấy. Anh sẽ chỉ em cái kiểu tóc của anh nha, giống như cái bạn đấy, bạn với Thu Hương đấy comment á. Em chỉ cần lên Google em search là mái tôn thì em sẽ biết cái kiểu tóc của anh. Anh chỉ cần đưa cái hình mái tôn đó cho tôi cắt tóc là người ta sẽ biết cắt kiểu gì cho em, để y chang giống anh luôn. Hải có phải con của Isaac Xuân Thu không? Thật ra Isaac là chồng của Hải. Mê Isaac lắm luôn á. Nó anh nói lại lộ hết bí mật của anh. Mình cũng thích Isaac, nói chung là trong show tự nhiên có cái này mình muốn nói kiểu là trong showbiz Việt ý thì có ba người mà mình rất là thích, ba người con trai mà mình rất là thích, đấy là Sơn Tùng, Isaac với cả Rocker Nguyễn. Thì thật tình cờ và thật bất ngờ vũ trụ đã gửi cho mình Ngô Đức Hải. Vâng, và mình đã được order từ vũ trụ xuống, mình là một món hàng vô giá. Thế nên là có lẽ là chúng ta hãy cứ có một cái hình mẫu lý tưởng nào đó đi, rồi biết đâu là sau này kiểu vũ trụ sẽ lắng nghe con tim chúng ta và gửi cho chúng ta một phiên bản đẹp hơn của những cái gì mà chúng ta thích. Hôm nãy giờ hỏi ông hôn nữa nào. Tóc đẹp mà trời, dạ anh cảm ơn. Dạ anh cảm ơn em. Cá với em rồi, xong phải làm này rồi, kiểu gì các bạn cũng đăng story rất là nhiều, mấy cái video nhạc tình cảm tình ơ giật đăng story rồi đó, nên là tranh thủ đi hôn hít rồi đi hôn nãy rồi, nãy giờ chắc đủ để đăng 10 cái story luôn rồi đó. Nó anh muốn đăng 11 cái cơ. Thế á, toàn hôn má rồi. Má thì bên muốn mua